Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị cái cách để mình chuyển cái IP của cái máy tính của mình đi ra nước ngoài. Thì mục đích để chuyển IP đó ra để làm gì, phục vụ mục đích gì? Thì sau này đa số thông thường thì các bạn sử dụng làm Facebook hoặc là YouTube sẽ cần đến những cái này. Còn các bạn sử dụng như thế nào thì sau khi mà xem video này rồi thì các bạn có thể ứng dụng vào các công việc của mình như thế nào thì các bạn tự sáng tạo nha. Ở đây mình sẽ không có chỉ cho các bạn cách sử dụng cái địa chỉ IP để nước ngoài để làm cái gì. Và ở đây mình sẽ chỉ mục đích của video này, mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách làm sao để mình chuyển một cái IP của mình qua bên tất cả các nước, ví dụ như là Mỹ hoặc là Anh hoặc là Canada gì đó, vân vân ha. Thì để chuyển được thì các bạn lên các bạn download cho mình cái phần mềm mà trình duyệt web Opera nha. Các bạn vào download Opera nha. Rồi các bạn tải trình duyệt xuống. Sử dụng cho Windows thì ở đây nó có Windows, Mac và Linux ha. Các bạn tải xuống cho Windows cho mình. Rồi. Nói chung về phần cài đặt thì nó cũng rất là dễ thôi. Các bạn chỉ cần net 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 tới là nó ra thôi. Rồi các bạn mở nó lên. Rồi các bạn run nha. Bạn install đó. Rồi bắt đầu nó sẽ cài đặt cho các bạn. Bạn chờ trong giây lát để cho nó chạy nha. Các bạn biết là khi mà mình làm YouTube á, thì đối với cái về hệ quảng cáo, đây mình nói về cái hệ quảng cáo mà chạy trên cái YouTube thì theo một số các anh chị đi trước á, có phân tích á, thì đa số cái quảng cáo ở nước ngoài thì tiền nó sẽ nhiều hơn ở quảng cáo Việt Nam mình, thì nó có nhiều nguyên nhân ha. Thì cách mà chuyển IP ra nước ngoài này có thể là các bạn làm một cái kênh YouTube ở nước ngoài hoặc là những cái cách nào đó các bạn sẽ kiếm tiền ha. Rồi sau khi cài đặt xong trình duyệt web xong thì các bạn sẽ thấy cái khi mở cái trang web lên ha, thì nó sẽ đồng mở lên, đây là Opera này, thì nó sẽ mở lên thế này. Thì ở đây các bạn sẽ không có bây giờ mình sẽ kiểm tra để các bạn kiểm tra được là cái địa chỉ IP của bạn nằm ở đâu, thì các bạn vào trang web là whoer.net này. Google.net nha. Rồi bây giờ cái địa chỉ IP nó chạy, tức là IP này đang ở Việt Nam nè. Thì ở đây cái chế độ ẩn danh thì nó không có nha. Ở đây là cái chế độ ẩn danh nè, cái anonymizer, mình tiếng Anh không rành lắm, nhưng đây là chế độ ẩn danh thì nó không ẩn danh, nhưng mà blacklist thì nó cũng không phải là nằm trong danh sách đen. Chế độ bảo mật của nó thì khoảng 100% nha. Đang ở sử dụng VNPT của cái đường truyền VNPT, đang sử dụng trên hệ điều hành Win 8.1 và phần mềm của Opera 6.7.0. Rồi bây giờ để mà chúng ta chuyển được qua bên địa chỉ IP nước ngoài thì các bạn vào trong phần menu ở đây. Ở đây thì các bạn sẽ thấy trong menu nó có cái phần setting, các bạn vào trong phần setting. Rồi sau đó các bạn sẽ vào trong cái phần Advanced, xong các bạn vào trong Privacy, Security, các bạn click vào đây. Thì ở đây các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ thấy ở đây cái phần VPN này. Cái phần VPN bây giờ hiện tại bây giờ nó đang cái nó đang có một cái màu đỏ ở đây, và cái nút chat của nó là nó không có cái màu xanh giống ở đây, đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ kéo cái nút chat này về lại, tức là giống như là bật VPN cho nó. Thì khi mà các bạn kéo cái nút này lên thì các bạn sẽ thấy trên này nó có cái phần VPN.
VPN. Thì các bạn bây giờ các bạn sẽ tắt cái này đi. Bây giờ các bạn bấm vào phần VPN. Thì ở đây là on, tức là VPN bị on. Thì các bạn xuống đây nè, các bạn sẽ mở lít cái này xuống. Thì bây giờ ở đây nó có phần America, châu Á, Europa, tức là cái phần châu Âu. Thì bây giờ mình qua thử, mình lít vào trong cái America nha. Thì đây địa chỉ IP đây nó sẽ đổi nè, và các bạn sẽ kiểm tra lại cái phần mềm của thằng Huawei.net thì coi thử địa chỉ nó nằm ở chỗ nào. Các bạn chờ chút. Rồi bây giờ sẽ thấy, các bạn sẽ thấy nè. Rồi bây giờ cái địa chỉ IP của nó tức là nó đã chuyển qua bên Mỹ rồi nha các bạn nha. Đây nè, đây lá cờ Hoa Kỳ ha, nó chuyển ở Mỹ, tức là cái độ bảo mật của nó cũng được 100%. Và khi mà các bạn chuyển qua ở chế độ địa chỉ IP nước ngoài thì ở nó sẽ chuyển qua ở chế độ là ẩn danh nè, tức là chỗ này nè, nó phần là nó sẽ có phần proxy, tức là phần chặn á. Cái quan trọng là khi mà các bạn ấy là cái nó mình không nằm không cái công nằm trong cái danh sách, tức là blacklist này, tức là nó đề z thì nó các bạn nó hơi vất vả. Tại vì đây là cái phần mà nó giống như là nó chặn một cái danh sách đen gì đó. Nếu mà mình có trường hợp này thì nói chung các bạn là không nên truy cập nữa. Thì đây là ngoài ra thì nó phần những cái này nó cũng đang có bán nữa. Ví dụ đây là một tháng nè là $7, một năm là 2.7 đô trên tháng, nó về 6 tháng thì 4.5 gì đó. Thì nếu các bạn muốn mua VPN thì ấy, chứ còn đối với mình thì mình nghĩ các bạn cũng không, nếu mà các bạn mới làm YouTube thì các bạn không nên phải mua thêm VPN chi, đúng không? Nếu các bạn có thật sự nhiều tiền thì các bạn hãy mua VPN, hoặc là các bạn sử dụng máy ảo, mua cái máy ảo để các bạn chạy thôi. Còn đối với mình thì làm YouTube thì bình thường. Còn đối với các bạn muốn chuyển cái VPN này qua nước ngoài, qua nước nào đó thì các bạn chuyển. Còn nếu bây giờ các bạn muốn bấm qua bên mình bấm thử cái thằng location này nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào trong cái thằng Huawei.net coi thử như thế nào. Rồi ở đây thì cái độ bảo mật của nó thì nằm ở mức độ an toàn khoảng 70%. Và đây là mình đã chuyển qua được Hà Lan nè, Netherlands nè, Hà Lan nè. Đây rồi đó, thì ở đây nó cho chuyển qua một số cái thôi, tức là châu Á nè, Euro nè, Mỹ, và những lựa chọn ngẫu nhiên. Thì khi mà lựa chọn ngẫu nhiên thì các bạn biết là khi mà nó cái nào nó liên kết, nó liên kết được thì nó bắt đầu nó sẽ truy cập, nó tự động nó truy cập cho mình. Còn đối với Mỹ đâu cũng vậy ha, Mỹ đồ thì đó là một số cái. Thì khi các bạn lít qua thì nó bắt đầu nó có số cái nè. Nếu mà ở Anh Mỹ. Rồi cái này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nha. Rồi đó là cách mà để chuyển một cái IP của Việt Nam sang nước ngoài. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là hết. Nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn hãy bấm like và share để mọi người cũng theo dõi nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh Badoo Official. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau.